Kính thưa quý vị, thật là mâu thuẫn khi chúng ta bao nhiêu người trên hành tinh này chờ đợi cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Thì đùng một cái, kính thưa quý vị, ông Kim Ryegon là một trong những người đảm trách chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao của Bắc Hàn đã lên tiếng tuyên bố và có thể nói bác hẳn tất cả những cái gì và lập trường của Bắc Hàn vẫn cương quyết họ phải vẫn có hạt nhân tồn tại. Để thưa quý vị, hai bên đó đã có những cái gọi là cái quan điểm lập trường nó không bao giờ đi song hành với nhau được. Thế thì làm sao mà chúng ta có hội nghị thượng đỉnh được? Cái điều trước tiên đến bây giờ thì đưa ra thêm một vấn đề là cái nhân vật là ông John Bolton là một trong những người có thể nói rất là diều hâu và đã là một người có gắn liền với cái kế hoạch mà Hoa Kỳ đến ở tại Libya. Thế thưa luật sư Lân, tại sao Bắc Hàn lại đưa ra vấn đề Libya lúc này thưa luật sư Lân? Và tại vì cái mô hình mà Hoa Kỳ đang đề nghị với Bắc Hàn là cái mô hình mà Hoa Kỳ đã áp dụng với Libya trước đây, là anh hủy bỏ vũ khí nguyên tử của anh đi, tôi sẽ mở cấm vận, anh đầu tư, anh sống lên, tôi sẽ không đụng chạm gì đến thể chế của anh, tôi bảo đảm cái đó, tôi không đụng chạm cái đó. Nhưng mà chuyện gì xảy ra sau cái Libya, Gaddafi từ bỏ cái đó đi, dân nó nổi loạn lên, nó cắt đầu ông. Cho nên Bắc Hàn mà bây giờ nhận viện trợ kinh tế của Mỹ thì Bắc Hàn sẽ nghĩ ngay Libya nó nói wow, Libya đã làm như vậy, Libya mất chức, mất mất mạng họ luôn, hay là biết cái gì bảo đảm cho cái cuộc sống chế độ của tôi cho trong hoàn cảnh như vậy. Đó là cái thế tiến thoái lưỡng nan trước. Hoa Kỳ không bao giờ đề nghị nó anh sẽ giống như Libya. Bắc Hàn nghĩ tới cái chuyện hiện tượng Libya đã xảy ra trước đây, mà đây cái mô hình vẫn y chang như vậy. Anh từ bỏ vũ khí nguyên tử của anh đi, tôi hỗ trợ cho vấn đề phát triển kinh tế của anh sẽ sống còn mãi mãi, tôi Thì không đụng chạm anh, chỉ có vậy thôi. khi mà ông John Bolton tuyên bố về ám chỉ đến cái chuyện mà Libya đó, thì cái ông thứ trưởng của Bắc Hàn nói cái gì? Đừng có so sánh chúng tôi với Libya. Cái nghiên cứu và cái phát triển hạnh nhân của Libya so với lại Bắc Triều Tiên nó còn thấp kém lắm, nó còn thô sơ lắm. Chúng tôi đã tiến triển được cái mức mà cao hơn nhiều. Thành ra so sánh như vậy không được. Thì ý Bắc Hàn nói cái gì? Cái món hàng của chúng tôi, tức là vũ khí hạt nhân đó, nó đáng giá gấp ngàn lần cái món hàng vũ khí hạt nhân của Libya. Thành ra mấy ông không thể mang cái đó ra để mà đặt So, lên so sánh được. cân bằng mà thương lượng được. Thành ra mấy ông muốn tôi mà dẹp cái vũ khí hạt nhân của tôi, cái giá mà mấy ông phải đưa ra nó phải cao hơn chứ, tại vì cục kim cương của tôi nó lớn hơn cục kim cương kia. Bác Hàn muốn nói cái đó. Thì nhìn đằng sau cái những cái lằn kẻ đó, chúng ta thấy cái gì? Bác Hàn vẫn muốn thương thuyết với Hoa Kỳ, vấn đề là cái giá nó cao hơn mà thôi. Thì bây giờ làm sao? Dĩ nhiên Hoa Kỳ muốn chúng tôi phải hủy bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng mà đâu phải chúng tôi bỏ một cách khơi khơi như vậy được. Bây giờ muốn bỏ thì cái quá trình bỏ như thế nào và cái giá Hoa Kỳ phải đưa ra như thế nào về vấn đề kinh tế, về vấn đề làm sao để bảo đảm cho cái sự tồn tại của chính quyền của Kim Jong Un của chúng tôi. Đó là cái điều Bắc Hàn đang muốn bắn cái tiếng đó cho Hoa Thịnh Đốn biết. Thế thì thưa ông nghị viên, khi ông đưa ra một cái tiến trình trao đổi về gọi là sự thỏa thuận giữa đôi bên cho nó công bằng, và khi ông đưa ra một cái vấn đề gọi là hạt nhân của Bắc Hàn nó cao hơn hạt nhân của Libya rất nhiều, nhưng mà vẫn quý vị nghe lại lời ông thứ trưởng ngoại giao của Bắc Hàn nói, ông nói cái vấn đề kinh tế không phải là cái điểm chủ yếu cho chúng tôi. Cái điểm chủ yếu cho chúng tôi là vấn đề an ninh và sự tồn tại của chế độ Bắc Hàn ở trong khu vực. Thế ai có người có quyền bảo đảm được cái chế độ Bắc Hàn tồn tại ở trong khu vực? Tổng thống Donald Trump có bảo đảm được không? Không. Bây giờ chúng ta nhìn bao nhiêu cái thương lượng, bao nhiêu cái gọi là gì, cái agreement, thỏa thuận, Thỏa thuận, thỏa hiệp. thỏa hiệp. Nói đó nhưng mà xé đó, giống như thỏa hiệp mà Mỹ cam kết với Việt Nam Cộng hòa miền Nam của chúng ta là cứ ký cái hiệp định hòa bình đi, ông Hiệu cứ ký đi. Nếu mà Bắc Việt mà xâm lăng, Mỹ sẽ đứng ra mà vi phạm cái hiệp định đó, hiệp định thì Mỹ sẽ can thiệp. Đến lúc mà lúc mà Bắc Việt đánh miền Nam vào năm 1975, Hoa Kỳ có làm gì không? Chúng ta chỉ xin có vài trăm triệu viện trợ vũ khí mà Quốc hội Hoa Kỳ làm lơ, không tôn trọng cái hiệp định giữa ba phe. Thành Thế ra thì ai mà dám bảo đảm cái hiệp ước giữa Bắc Triều Tiên và ông Trump được? Thế thưa quý vị, vấn đề tồn tại của chế độ Bắc Hàn là một trong những cái chìa khóa quyết định của cái cuộc họp vào 12 tháng 9 tới 6 tới đây. Thế kính thưa quý vị, ai là người có đủ
trách nhiệm, cũng có như đủ thẩm quyền để bảo đảm được cái lời cam kết đối với Bắc Hàn đang yêu cầu như vậy? Không có ai, nhưng mà cái điều mà ông Trump là một cái người master về vấn đề mà điều đình, thương lượng, ông sẽ phải làm sao ông thuyết phục được với Bắc Hàn. Anh sẽ không bao giờ có được 100% cái sự mà bảo đảm. Cũng giống như là bây giờ có một người nào mà họ blackmail mình, mà mình đến điều đình, mình làm sao mình biết được là mình đưa cái số tiền nó ra mà bên kia nó sẽ giữ cái lời hứa của nó. Nhưng mà ông Trump, ông sẽ phải khéo léo để ông chấn an Bắc Hàn rằng bây giờ qua những cái quá trình như thế này 1, 2, 3, 4 thì quý vị sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Và khi Bắc Hàn cảm thấy yên tâm đủ, họ sẽ dám đánh cái con bạc đó. Thì vấn đề là bây giờ hai bên đánh bài xì tố với nhau mà thôi. Thế thưa quý vị, rằng chiều nay trong cái bài nói chuyện của Tổng thống Donald Trump thì ông đã nói rất rõ ràng, nếu quý vị cắt hạt nhân thì chế độ của quý vị không ai có thể lật đổ chế độ của quý vị được. Thì cái câu nói của ông làm có đủ để cho người Bắc Hàn tin vào cái lời nói của ông hay là không? Có, chúng tôi không. Cái vai trò của Tổng thống Donald Trump là vị tư lệnh của Hoa Kỳ, là có thể như lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ, liệu khi ông đã nói ra như vậy thì Bắc Hàn còn tin tưởng được không? Tôi không biết ông Kim Jong-un sẽ suy nghĩ nào. Nếu cá nhân tôi là ông Kim Jong-un, tôi không dám tin ông Trump, mà tôi phải đòi hỏi ông Trump phải cho tôi thấy cái quá trình như thế nào để tôi đi từng bước được, nó đi cho tôi đến cái niềm tin hơn, là cái risk của tôi, tức là cái rủi ro của tôi nó giảm thiểu tối đa. Chứ còn bây giờ nếu mà nói là tôi tin thì làm sao tôi tin ông Trump? Nhưng mà nhìn ngược lại, Hoa Kỳ cũng không thể nào tin tưởng Bắc Hàn được. Đúng thế. Anh hứa như vậy, anh đồng ý như vậy, giờ chắc anh lấy tiền xong rồi anh cắt ngang, anh bỏ dù, anh cắt cầu anh đi, dạ, có được. Hoặc là hai bên sẽ không thể nào đạt được. Bắc Hàn nói cái gì? Bây giờ Bắc Hàn muốn Hoa Kỳ rút quân, tại vì bây giờ tôi lấy vũ khí hạt nhân, tôi mở cổng ra, bây giờ mà anh lại cho quân đánh tôi rồi làm sao? Thế thì lại thêm cái này nữa. Cái hiệp định mà Iran ký với 5 nước, 5 nước ký trong đó mà bây giờ ông Donald Trump cũng bỏ luôn. Tại vì nó sao? Tại vì nó khi mà Tổng thống lên nó đổi chính sách là nó thay đổi. Mặc dù là bây giờ dựa theo những cái bản báo cáo là Iran là tôi làm đúng, chưa có gì một vi phạm cả, mà ông Donald Trump bảo không, cái điều này bác rồi tôi bỏ. Mà khi mà tôi bỏ như vậy thì bây giờ là sao? Ông Obama thì ký, ông Trump lên thì ông chưa ký. Chưa, nói một cách công bình, Hoa Kỳ chưa ký vào cái hiệp ước. Đúng cái rồi. Hiệp ước đó Thượng viện không phê chuẩn. Đâu. Vì không phê chuẩn cho nên nó trở thành một cái coi như là ký tên. Điều đó có nghĩa là chích nói là tổng thống là đổi cái hiệp ước, nó không có đúng. Hoa Kỳ vẫn tôn trọng hiệp ước một khi ký thỏa thuận đầy đủ, mà họ sẽ tôn trọng cái đó. Cho dù họ không thích, không muốn như vậy. Nhưng mà cái trường hợp này là trường hợp khác. Trường hợp này là kỳ một bên nửa nước Mỹ muốn, một nửa nước Mỹ không có muốn. Thì tại tổng thống Donald Trump được cái phe kia, họ phải làm như vậy. Về cái hiệp ước mà ký với Iran đó, là ông Obama, ông dùng cái executive order, ông ký với Iran và quốc hội bên này không biết là trong đó có cái gì. Bởi vậy quốc hội không biết. Chính vì là tổng thống không nên làm như vậy. Không nên làm, không nên giao quốc gia của mình vô một cái hiệp ước mà họ không được thông báo đầy đủ. Chúng ta sẽ trả lại cái vấn đề là trước khi mà chúng ta vào phần cuối. Nhưng mà chúng tôi muốn nói với quý vị và muốn nhờ quý vị chia sẻ với chúng tôi cái gọi là cái credit của Tổng thống Donald Trump và của ông Bắc Hàn, liệu có đi đến được cái thành quả vào ngày 12 tháng 6 tới đây hay không? Vì như quý vị vừa trình bày với khán thính giả chúng tôi là có nhiều nghi ngờ và có nhiều nghi vấn và cái niềm tin chưa được giải bày trọn vẹn hai bên, thì làm sao có một cái cuộc họp thượng đỉnh để đi đến một cái kết quả được? Đó là điều chúng tôi muốn hỏi quý vị. Theo ý kiến của tôi thì cái buổi 12 tháng 6 thì tôi nghĩ là nó sẽ xảy ra. Bởi vì thế anh không thấy ông Kim Jong-un lên tiếng gì cả, mà chỉ là ông về bên ngoại giao nói. Rồi thứ hai nữa đó là không ai nói gì mạnh nhau để mà khiêu khích nhau. Và cái thứ ba nữa anh thấy Mỹ là chịu nhượng bộ, tức là không có thao diễn bằng cách là không có những cái máy bay B-52 hay gì thực tế. Thành ra cái ngày 12 tháng 6 đó, là tôi nghĩ, theo tôi thì tôi nghĩ là có thể nó xảy ra. Nhưng mà trong cái buổi meeting 12 tháng 6 nó có đạt được cái mà để mà kết quả thì cái đó còn xét lại, tại vì nó còn nhiều vấn đề. Thành ra cái ngày 12 tháng 6 chỉ là cái buổi họp để nó set up cái guideline thôi. Sau đó từ cái guideline đó người ta mới họp thêm để xem có được hay không. Chứ còn theo tôi nghĩ, cũng nghĩ rằng cái xác suất mà cái buổi họp thượng đỉnh 12 tháng 6 xảy ra nó là một cái xác suất khá cao.
Và tôi nghĩ rằng Trung Cộng không, dù không có muốn phá cũng khó lắm, là bởi vì hiện giờ cái thế của Mỹ và Trung Cộng cũng đang có nhiều cái phức tạp khác. Cái buổi họp thượng đỉnh có đạt được kết quả gì không? Tôi nghĩ là với cái nhìn qua cái cung cách của ông Trump, tôi nghĩ nó sẽ có một số những cái kết quả. Có thể kết quả đó nó không được 100% như ông ta muốn, nhưng mà ít nhất nó cũng được 20%, 30% hoặc là 60%. Nhưng mà đối với ông nghị viên là ngày 12 tháng 6 sẽ có cuộc họp thượng đỉnh. Tôi nghĩ là cái việc đó nó sẽ xảy ra. Cùng Donald Trump, họp luật sư lần thì như thế nào? Tôi nghĩ cuộc họp sẽ xảy ra nhưng mà nó không có kết quả. Tại vì cả hai bên đều không có cái sự tin tưởng tối thiểu cho một cái thỏa thuận. Hai bên không tin tưởng nhau thì không thể nào đi đến một cái thỏa thuận gì hết. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh này, cái cuộc họp nó sẽ xảy ra. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chắc một cái điều mong muốn của tất cả mọi người trên hành tinh này là cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore sẽ được diễn ra. Và theo ý kiến của ông nghị viên Phát Bồi, luật sư Lân cũng giống như Donald Trump đều cho rằng là cái cuộc họp này sẽ diễn ra đúng vào ngày 12 tháng 6. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi trở lại với quý vị trong một giây lát.